Xin cảm ơn quý anh chị đã đến dự ngày hôm nay, chuẩn bị thanh tiếng thành ra tất cả sẽ giao lại cho Nguyễn MC chương trình. Cái này có cái bộ bán cái hồi nào không hay. Bây giờ chúng ta dù ít nhưng mà Nguyễn nghĩ là mình cũng nên bắt đầu để cho nó hứng khởi lên, để sơn tụ lên. Thì bản nhạc đầu tiên Nguyễn xin mời các anh các chị ra sàn nhảy với giọng hát của nam ca sĩ Hồ Phi với bản Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu. Xin mời nam ca sĩ Hồ Phi. Xin mời MC Nguyễn và chú ca ra sàn nhảy với điệu rumba. Hồ Phi rất là nổi tiếng là vai chính trong vở kịch Tuyết Sơn Phi Hồ. Mình kêu cho tôi Trang Tiến nói nhiều quá. Xin mời quý vị ra sân Thank you.
tiếng hát trầm ấm khác nữa. Xin mời quý vị cùng với tiếng hát của anh Xuân Hiệp và phẩm Trời.